Đây là vườn bưởi da xanh của trang trại Nốt Son, nằm trên địa bàn xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên. Ông Trần Văn Thành, người phụ trách kỹ thuật của trang trại này chia sẻ, Hiếu Liêm có thế mạnh về diện tích đất nông nghiệp, hàng chục năm qua luôn được biết đến như là vùng chuyên canh cây có múi nổi tiếng của Bình Dương. Cũng như nhiều bà con ở đây, trang trại Nốt Son đầu tư bưởi da xanh và có 1 hecta đất trồng hồ tiêu. Ngay từ đầu, chủ trang trại đã xác định phát triển vườn trồng theo hướng Việt Gáp, tiến tới hữu cơ. Nông sản trồng theo hướng này có thể sẽ không đẹp về mẫu mã, nhưng an tâm về chất lượng. Ông Thành, người có kiến thức về sản xuất nông nghiệp, cũng là người nhiều tâm huyết, nên trong những năm qua, ông luôn tìm hiểu về ứng dụng kỹ thuật, thực hiện đúng quy trình để sản phẩm làm ra đạt năng suất chất lượng. Bản thân ông cho biết, việc hạn chế sử dụng phân hóa học là giúp đất giữ được dinh dưỡng, thời gian khai thác cây trái nhiều hơn. Không sử dụng thuốc hóa học thay bằng thuốc sinh học trong danh mục cho phép không chỉ bảo vệ sức khỏe người dùng nông sản mà còn tốt cho người trực tiếp sản xuất trên vườn trồng. Trang trại này vừa được cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Ông Trần Văn Thành cho biết toàn bộ trang trại Nốt Son có diện tích hơn 11 hecta, hiện đã trồng được 1 hecta tiêu, 6 hecta bưởi da xanh, diện tích còn lại đang tiếp tục khai thác. Việc đầu tư làm trang trại ở khu vực nhiều đồi dốc phải cân nhắc, phân khu vực nào trồng cây gì phù hợp và áp dụng tiến bộ kỹ thuật để khai thác tối đa ưu điểm của đất trồng, khắc phục các mặt hạn chế để cây ra hoa, cho trái đạt chất lượng, sản lượng. Việc hai sản phẩm vừa được cấp chứng nhận OCOP không chỉ tạo động lực cho chủ trang trại phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn để nhận diện thương hiệu trong thời gian tới. Dạ, được biết trang trại chúng ta thì phát triển vừa sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái. Và gần đây nhất thì hai cái sản phẩm của chúng ta là tiêu và bưởi thì cũng đã được chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh. Thì có thể cho biết là cái việc mà chúng ta đảm bảo các cái yêu cầu như thế nào để mà có thể đảm nhận được chứng nhận là sản phẩm OCOP ạ? Năm 2023 này á thì bên trang trại Nốt Son á là có hai cái sản phẩm. Đó là cái bưởi và cái tiêu, cái hồ tiêu á là được chứng nhận OCOP 3 sao. Thì muốn mà được cái tiêu chuẩn này á, thì trước hết á, thì mình phải cũng có một số cái tiêu chuẩn để nó đạt được. Thì cái đầu tiên á, đó là cái giống của mình. Ví dụ như trong cái bưởi da xanh thì mình phải chọn cái giống nó là đúng bưởi da xanh. Mà cái giống nó phải sạch bệnh để cây nó phát triển bình thường và cái tiêu cũng vậy. Rồi cái quy trình chăm sóc thì trong thời gian chăm sóc thì trong đó là có bón phân là có bón lót, bón thúc. Rồi phun thuốc bảo vệ thực vật, rồi phun các loại dinh dưỡng thì mình cũng có một cái yêu cầu rất là nghiêm ngặt. Đầu tiên là bón phân thì mình tập trung tăng cường cái lượng hữu cơ. Mà cái lượng hữu cơ này nếu mà cái phân mà có cái hàm lượng hữu cơ cao, có cái hàm lượng dinh dưỡng cao thì đây là một điều rất là tốt cho cây sinh trưởng và phát triển. Và cái vấn đề thứ hai nữa là chăm sóc bảo vệ cái trồng thì bao gồm là bảo vệ các cái dịch bệnh, các cái loại côn trùng nó xâm hại cây trồng. Thì mình phải phun thuốc. Và những cái thuốc mình phun á thì được sự cho phép của bên chi cục bảo vệ thực vật. Thế nên những cái thuốc đó là phải đạt yêu cầu, phải đúng đát, phải phun đúng, thực hiện là cái 4 đúng. Và trong cái thời gian mình phun thuốc thì cũng có cái thời gian cách ly đúng theo yêu cầu mà ghi trên cái nhãn của cái thuốc đó. Xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên có cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp với thế mạnh về vùng sản xuất cây có múi quy mô lớn ở Bình Dương. Toàn xã có gần 1.400 hectare trồng cây ăn trái, chủ yếu là cam, quýt, bưởi. Nông sản được trồng ở Hiếu Liêm không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tỉnh, mà còn xuất bán đi nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Bằng nhiều sự nỗ lực của toàn đảng, chính quyền và nhân dân xã, Hiếu Liêm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về thu nhập và thực hiện chương trình OCOP, xét tặng sản phẩm nông sản đặc sản địa phương. Chính quyền xã đã triển khai sâu rộng cũng như rà soát hỗ trợ bà con nông dân. Các hợp tác xã hoàn thành bộ hồ sơ để được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. Kết quả đạt được sau 3 năm triển khai chương trình này tại Hiếu Liêm rất khả quan. Từ năm 2021 đến nay, thì xã đã triển khai các cái chương trình kế hoạch của tỉnh, của huyện đến các chủ thể trên địa bàn xã. Thì đến thời điểm hiện tại có 9 chủ thể tham gia để đăng ký chương trình OCOP, và đến thời điểm hiện tại thì đã có là 23 sản phẩm là đạt được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên cấp tỉnh. Thì trong quá trình như vậy thì các hộ kinh doanh cây ăn trái trên địa bàn của xã đã cũng được
là thông qua các cái hội nghị xúc tiến để mà tham gia giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình. Thì từ đó thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cái chủ thể là đưa sản phẩm mình tiếp cận nhanh chóng đối với các cái người tiêu dùng. Thì từ đó thì các cái hộ này cũng thấy được cái lợi ích là khi tham gia chương trình ô cốp. Từ đó thì các cái chủ thể này rất tích cực tham gia, và khi có chương trình phát động của địa phương thì là có rất nhiều cái chủ thể, các nhà vườn là tham gia để thực hiện chấm điểm ô cốp, và đồng thời những cái sản phẩm mà đã được cấp 3 sao thì cũng tiếp tục là củng cố các hồ sơ cũng như là nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp tục là thực hiện nâng cấp cái sao lên. Huyện Bắc Tân Uyên, trong đó có vùng trồng cây có múi Hiếu Liêm nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung, đã và đang đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trong giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu là phát triển sản phẩm ô cốp nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế khu vực nông thôn, tăng thu nhập cho người dân, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ và du lịch nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.